Toàn tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau dài gần 179 km đang bước vào thi công phần nền đường. Thế nhưng hai dự án thành phần của tuyến này đang bị chậm tiến độ. Trong một thời gian dài, công trình phải mỏi mòn chờ cát san lấp nền đường. Nhiều đoạn nằm trên tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đã đào xong nền đường. Thế nhưng nhiều tháng qua, ở đây không có cát. Các đoạn đường thuộc cao tốc Hậu Giang - Cà Mau phải thi công cầm chừng, bởi nền đường đã được đào sâu gần 2 mét và lót bạt. Bước kế tiếp là bơm đất cát, làm nền đường để rải đá dăm, làm móng đường. Song không có cát san lấp nên tiến độ chừng lại. Từ giữa tháng 7 đến thời điểm hiện nay là tất cả các nhà thầu đang phải tạm ngừng thi công công tác đắp cát trên công trình do là nguồn cát bị biến động, không thể huy động về công trình được. Chính vì vậy nên là nhà thầu bây giờ là chỉ tập trung vào thi công các mũi thi công cầu để nhằm là bù đắp một phần tiến độ mà nhà thầu đã đăng ký. Đoạn cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang cần đào hơn 610.000 mét khối, tổng khối lượng cát đắp hơn 3,6 triệu khối. Còn đoạn Hậu Giang - Cà Mau đào hơn 2,3 triệu khối, lượng cát đắp hơn 13 triệu khối. Đến thời điểm hiện nay, đoạn cao tốc này mới nhận được gần 500.000 khối cát. Công trình cần khoảng 2 triệu khối nữa trong năm nay. Thế nhưng các nhà thầu chưa tìm được nguồn cung. Vừa qua là tỉnh An Giang là cung cấp dự kiến cung cấp cho dự án khoảng 1,1 triệu khối. Tuy nhiên đến nay chỉ mới được 0,1 triệu khối. Đối với tỉnh Đồng Tháp là cung cấp khoảng 0,35 triệu khối thì đã lấy hết. Chủ đầu tư là đang tìm chỉ đạo nhà thầu tìm các nguồn cát thay thế. Sau gần 8 tháng thi công, tiến độ toàn dự án mới đạt từ 7,5 đến 8%, chậm từ 5 đến 6% so với kế hoạch. Với tình hình cung ứng nguồn vật liệu san lấp nhỏ giọt, cầm chừng, thậm chí ngừng hẳn như hiện nay, thì việc đảm bảo tiến độ 35% trong năm 2023 của dự án vô cùng khó khăn.